Sáng nay, đoàn kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở số 2 đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố đã thực hiện tốt việc công khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, kể cả những công việc đột đồ xuất, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, nhận xét đánh giá công chức theo đúng quy định. Việc quy hoạch đào tạo cũng được đưa ra công khai theo đúng quy trình thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của sở tham mưu kịp thời và hiệu quả cho ủy ban nhân dân thành phố về chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cơ chế chính sách điều hành quản lý kinh tế xã hội đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố quản lý nguồn hỗ trợ phát triển các dự án oda ngô quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đấu thầu đăng ký quản lý doanh nghiệp chương trình mục tiêu trong thời gian đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan được gắn liền với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa hành chính chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức viên chức xây dựng mối quan hệ thân thiết ổn định tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn